Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý tôi tớ Chúa, thưa toàn thể những người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có lời Chúa trong Esai 32, từ câu số 15 đến câu số 18. Tôi sẽ đọc theo cái bản dịch mới ở đây. Cho đến khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta, và sa mạc sẽ trở nên đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Bây giờ sự công bình sẽ ở trong sa mạc, và sự công chính sẽ ngủ nơi đồng ruộng phì nhiêu. Việc của sự công chính sẽ là sự bình an, kết quả của sự công chính sẽ là sự yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Dân ta sẽ cư ngụ trong nơi bình an, trong nhà an toàn, tại nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng lo liệu cho chúng ta mọi điều. Chúa Giêsu đã đến và chết thay cho mỗi chúng ta, cho cả thế giới này. Và khi Ngài về trời thì Ngài nhận lãnh Thánh Linh từ Cha và Ngài đổ Thánh Linh ra. Cảm ơn Chúa, chúng ta cần được phục hưng. Chúng ta cần cơn mưa cuối mùa của Đức Thánh Linh đổ xuống. Và chúng ta biết rõ rằng là sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là sự sáng, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên hội thánh của Ngài. Để qua đó hội thánh của Chúa sẽ tỏa sáng. Amen. Hội thánh của Chúa sẽ tỏa sáng, bởi vì khi Thánh Linh đến thì Ngài nói rằng là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại Jerusalem đến xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Mỗi một chúng ta là những người mà nhận lãnh Thánh Linh từ Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ là nhân chứng cho Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta biết được là Thánh Linh của Đức Chúa Trời từ sáng thế là Ngài là gọi là thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, hay là thần của Đức Chúa Trời ôm ấp địa cầu. Và qua lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời tuôn đổ hành động, và thế giới được tạo dựng, con người được tạo dựng. Và sau đó thì Đức Chúa Trời sức giàu cho con người. Trong thời kỳ cựu ước thì Ngài tác động, hay là Ngài cảm động những người được Chúa sức giàu để hầu việc Đức Chúa Trời. Cho đến thời kỳ Chúa Giêsu đến thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trên Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu được Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Sau 40 ngày đó Ngài trở về đầy dẫy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài tuyên bố rằng thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta đang giảng tin lành cho kẻ nghèo. Và bắt đầu quyền năng phép lạ xảy ra. Và mọi người nói rằng là Chúa Giêsu giảng như có quyền. Phải không quý vị? Suốt 30 năm chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không làm điều gì cả. Chỉ thấy rằng Chúa Giêsu lớn lên đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Trong lúc 12 tuổi thì Chúa Giêsu của chúng ta lên đền thờ và nói chuyện với các thầy tế lễ. Và đó là điều mà ghi nhận lại thì cuộc đời của Chúa Giêsu suốt 30 năm. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy rằng quyền năng và phép lạ xảy ra. Amen. 30 năm kia không thấy phép lạ gì cả. Nhưng mà từ khi Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh thì quyền năng và phép lạ xảy ra. Amen. Đó là chức vụ của Chúa Giêsu chúng ta. Và Chúa Giêsu nói như thế này: ta đi là ích lợi cho các con. Trong Giăng đoạn 16 từ câu 7. Nếu ta không đi thì Đức Thánh Linh không đến. Nhưng mà Thánh Linh đến á thì Ngài sẽ cáo trách tội lỗi thế gian, sự phán xét và sự công chính. Như vậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng truyền giáo. Chúa Giêsu nói rằng là Ngài đến thì Ngài sẽ làm chứng về ta, còn các con cũng làm chứng về ta vậy. Amen. Nên chúng ta với Thánh Linh rất là hợp với nhau. Amen.
Và Thánh Linh đến thì Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngài không nói tự mình, nhưng mà nói những gì mà Ngài đã nghe và bày tỏ những gì sắp xảy ra. Amen. Như vậy thì tương lai của chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ, chứ không phải chúng ta ra hoạch định để mà làm. Kế hoạch của chúng ta là cùng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Chứ không phải theo ý riêng của chúng ta nữa. Bởi vì tương lai là thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ. Nên chúng ta thấy trong công vụ các sứ đồ thì điều gì xảy ra? Phi-rơ với Đức Thánh Linh, Ê-tiên với Đức Thánh Linh, Philip với Đức Thánh Linh, Phao-lô với Đức Thánh Linh và tất cả những người với Đức Thánh Linh. Và trong đoạn 15 câu 28 thì hội đồng trưởng lão cùng với Đức Thánh Linh. Amen. Họ nói rằng là Đức Thánh Linh cùng chúng ta quyết định, chứ không nói là hội đồng trưởng lão chúng ta quyết định. Đức Thánh Linh cùng chúng ta quyết định có nghĩa là Đức Thánh Linh với từng cá nhân và Đức Thánh Linh với cả hội đồng. Amen. Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo hội thánh của Chúa. Đức Thánh Linh là đấng lãnh đạo từng cá nhân chúng ta. Và trong cái thời kỳ này là thời kỳ của Đức Thánh Linh, là thời đại mà Đức Thánh Linh, sự phấn hưng đến từ Đức Thánh Linh, quyền năng phép lạ đến từ Đức Thánh Linh, và tất cả mọi điều xảy ra, những cuộc đời được biến đổi bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta nhớ Khải Huyền đoạn 2, đoạn 3, Chúa Giêsu nói gì với bảy hội thánh, chúng ta nhớ không ạ? Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Như vậy thì Chúa Giêsu đến thì Ngài không nói rằng ai có tai mà nghe hãy nghe ta phán. Và Chúa Giêsu cũng không có nói rằng là ai có tai mà nghe hãy nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán. Nhưng mà ai có tai mà nghe hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta biết từ hội thánh đầu tiên cho đến thời kỳ Khải Huyền là Đức Thánh Linh phán. Đây là thời kỳ của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha làm chủ trong thời kỳ cựu ước cùng với Chúa Giêsu với Đức Thánh Linh. Nhưng mà bốn sách Tin Lành thì Chúa Giêsu là chủ và cùng với Đức Thánh Linh và Đức Chúa Cha. Nhưng mà thời kỳ từ hội thánh công vụ cho đến Khải Huyền là thời kỳ Đức Thánh Linh chủ trì cùng làm việc với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh hiệp nhất với nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói ở đây, Thần Linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta. Thì điều gì? Sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu và đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm. Một ngày kia khi tôi được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa, thì tôi cầu nguyện và tôi thấy một cái sa mạc. Rồi sau đó tự dưng đó là thành những đám ruộng. Rồi cái đám ruộng nó tự nhiên cái cây nó mọc lên, mọc lên, mọc lên, mọc lên, thành một cái cánh rừng rất là lớn. Tôi nói chuyện gì đây Chúa? Con cũng chưa hiểu nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng là Ê-sai 32 câu 15. Thần Linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta. Sa mạc trở thành đồng ruộng phì nhiêu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng là Chúa nói trong công vụ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Amen. Khi một người nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh thì quyền phép đó biến đổi cuộc đời của người ấy. Quyền phép đó đã chữa lành bệnh tật của người đó. Quyền phép đó sẽ làm cho người đó trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Chúa nói là nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Amen. Nên chúng ta hãy nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh trước hết. Và quyền phép đó nóng cháy trên cuộc đời của chúng ta, đầy dẫy trong đời sống của chúng ta, như Chúa Giêsu đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và khi đầy dẫy quyền năng thì không những cái đời sống của chính đời sống của mình được biến đổi,
Đời sống của mình được chữa lành. Chúng ta nhớ trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 2 thì Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời là đấng biết trước, chọn lựa kêu gọi chúng ta, Thánh Linh đấng thánh hóa để văn phục, và Chúa Giê-xu đấng đổ huyết để mua chuộc chúng ta. Mỗi đấng thì có một công việc, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng thánh hóa để văn phục. Nên khi con người cũ của chúng ta, con người tội lỗi của chúng ta thì không thể văn phục Đức Chúa Trời được. Nhưng Roma đoạn 8 câu số 5 nó là người nào mà chú tâm về xác thịt thì hướng về xác thịt thôi. Và xác thịt thì không thể văn phục kinh luật của Đức Chúa Trời và không có khả năng để văn phục được. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng đã làm cho Chúa Giê-xu từ cái chết sống lại. Đấng đó ở trong anh chị em sẽ làm cho thân thể hai chết của anh chị em sống lại. Có nghĩa là Ngài thánh hóa thân thể chúng ta. Những gì hai chết, tiền công của tội lỗi là sự chết đó, Ngài thánh hóa, Ngài tẩy sạch chúng ta để chúng ta trở thành một đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự bên trong. Amen. Như vậy thì chúng ta mới trở thành những con người vâng phục kinh luật của Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời được. Cái xác thịt tội lỗi của người cũ đó không thể nào vâng phục và không có khả năng vâng phục được. Nên tất cả là Chúa Cha là đấng chọn lựa, Chúa Giê-xu là đấng đổ huyết mua chuộc, và Thánh Linh là đấng thánh hóa chúng ta. Ngài làm tất cả cho đời sống chúng ta để chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Amen. Đồng hoang trở thành ruộng tốt. Cuộc đời của tôi nhìn lại, ngày trước là gai góc, ngày trước là nắng cháy, không làm được cái gì cho Đức Chúa Trời, khô hạn đủ mọi điều. Nhưng mà khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ xuống, Ngài biến đổi, và dòng sông của Đức Thánh Linh nó tuôn chảy, làm cho tôi sống và lửa cháy trong tôi, và biến đổi cuộc đời của tôi trở thành ruộng tốt. Mà ruộng tốt là ích lợi cho người cày cấy. Amen. Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của mỗi chúng ta để chúng ta ích lợi cho Đức Chúa Trời của chúng ta và ích lợi cho nhiều người khác nữa. Và cảm ơn Chúa, tại Việt Nam của chúng ta thì quý vị đã biết được rồi, nhiều trung tâm giải cứu ma túy được thể hiện rất rõ ràng, nhiều cuộc đời được biến đổi, nhiều con người đã gọi là xã hội che đời chán nó không còn gì nữa, nhưng mà bây giờ trở thành mục sư, bây giờ trở thành những người chứng nhân cho Chúa Giê-xu và lãnh đạo rất là nhiều trung tâm khác để mà cứu những đồng bọn của mình. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Không những là gia đình của họ biết được Đức Chúa Trời, nhưng mà đến nỗi những người cầm quyền cả trung ương bây giờ biết rằng có Đức Chúa Trời ở trong hội thánh của Ngài. Không còn có thường hội thánh của Chúa nữa, bởi vì hội thánh đã tỏa sáng. Amen. Hội thánh đã tỏa sáng, mọi người đã tỏa sáng rồi. Không ai có thường hội thánh của Chúa nữa, nhưng mà họ thấy rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời. Một người lãnh đạo giám đốc của trung tâm số 2 Hà Nội nói rằng chúng tôi dạy nó, chính tôi dạy 12 năm rồi, không có ai được biến đổi cả. Nó vào, nó ra, nó vào, nó ra, rồi cuối cùng nó chết thôi. Và chúng tôi tin chắc là nó bị là nó chết thôi, không còn có đường nào khác. Nhưng mà tại sao các ông vào mới có tuần lễ là nó đã thay đổi rồi? Tại sao vậy? Và cuối cùng điều gì quý vị biết không? Những cái câu khẩu hiệu bên trên tường nó gỡ xuống và câu gốc Kinh Thánh dán lên. Đó là một phép lạ vô cùng tuyệt vời, không thể chối cãi được. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng hành động, Ngài không bao giờ thụ động, Ngài luôn luôn hành động trên từng người một. Khi Thánh Linh của Ngài đổ xuống, quyền năng của Ngài đổ xuống, thì Ngài biến đổi cuộc đời của người đó. Ngài biến đổi cuộc đời của người đó. Ê-xê-chi-ên 47 từ câu 8 câu 9 nói rằng là dòng sông nó chảy đến nước biển, biển trở nên ngọt. Amen. Thế giới đau khổ, thế giới này là thế giới ở trong sự đắng cay. Nhưng mà khi dòng sông nó chảy đến đâu, nước biển trở nên ngọt, cá nó sẽ sống, những cây hai bên bờ sông sẽ sống. Amen. Bởi vì dòng sông đó có đầy dẫy quyền năng để biến đổi những cuộc đời, dù con người không thể làm được, Đức Chúa Trời làm được. Và cảm ơn Chúa. Hội thánh của chúng tôi đầu tiên là có 6 người, gia đình tôi 5 người với
ông mục sư bạn của tôi ở trong nhà thờ cùng ra, đó là 6 người. 6 người kiên ngăn cầu nguyện và cứ tiếp tục làm chứng, tiếp tục làm chứng. Và cảm ơn Chúa. Trong Ê-xê-chi-ên 47 câu số 10 nói rằng những kẻ đánh cá đứng bên bờ sông ấy, từ En-gedi cho đến En-e-la-im là nơi để giăng lưới. Ô, tôi nói Chúa ơi, cái nơi nào mà giăng lưới, cái địa điểm mà giăng lưới bắt được nhiều cá là con thích lắm á, Chúa chỉ cho con đi. Và cảm ơn Chúa, Chúa nói hãy mở Ê-sai 54 mà đọc đi. Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, ta hãy dương màn ngươi ra, mở rộng trại ngươi, đừng để chặt hẹp, vì ngươi sẽ lăn rộng qua bên hữu và bên ta. Ô, tôi hallelujah, ngợi khen Chúa. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố từ đèo Bảo Lộc đến đèo Sông Pha, hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ mở ra dọc quốc lộ 20. Cảm ơn Chúa, 2 năm sau lấy 6 hội thánh quý vị. Hallelujah. Và Thánh Linh dẫn dắt từng bước từng bước, quyền năng phép lạ xảy ra, dù có bắt bớ rất là nhiều đi nữa thì quyền năng phép lạ vẫn tuôn đổ. Và khi những người bạn của mình đến là những cái điểm nhóm của mình, thì những người mới tin Chúa, tôi được giải cứu, tôi được chữa lành. Và cuối cùng rồi thì họ nói sao? Ai bệnh tật đến nhà ông Lực, họ làm chứng giùm cho mình luôn. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh vô cùng tuyệt vời. Và Ngài luôn luôn đồng hành với chúng ta, Ngài ngự trong chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta. Và từ sa mạc trở nên ruộng tốt, và từ ruộng tốt như là rừng rậm. Amen. Tôi tin rằng là mỗi một chúng ta hành động thì chúng ta sẽ có kết quả. Amen. Từ 1 người, 2 người, 5 người, 10 người và trở thành một hội thánh lớn và có thể lan khắp mọi nơi mọi chỗ. Và hội thánh của Chúa tại Lâm Đồng, chúng tôi đặt là hội thánh Môi-se, thì lan rộng khắp nơi, nhiều nơi khác chúng tôi phải gửi và không có thể nào chăm sóc kịp. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa đã hành động dù trong cơn bắc bơ, biết bao nhiêu cuộc đời là sa mạc, và trở thành đồng ruộng phì nhiêu, và đồng ruộng phì nhiêu trở thành rừng rậm. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy ở đây câu số bấy giờ sự công bình sẽ ở trong sa mạc và sự công chính sẽ ngủ nơi đồng ruộng phì nhiêu. Việc của công chính là sự bình an, kết quả của sự công chính là sự yên tĩnh và tin cậy muôn đời. Dân ta sẽ cư ngụ nơi bình an, trong nhà an toàn, tại nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Ngài đến, là vương quốc của Đức Chúa Trời đến. Amen. À, Roma đoạn 14 câu 17 nói là vương quốc của Đức Chúa Trời không bởi ở sự ăn uống, nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời là công chính, bình an và vui vẻ trong Thánh Linh. Amen. Câu chúng tôi nhất đoạn 4 câu 20 nói là nước của Đức Chúa Trời không phải ở tại lời nói, nhưng mà quyền năng. Thánh Linh và quyền năng của Ngài tiếp tục tuôn đổ qua hội thánh của Ngài. Và khi mà Thánh Linh đến, sự bình an đến, Thánh Linh đến, sự công chính đến, Thánh Linh đến, sự vui mừng đến. Thánh Linh đến là đầy dẫy quyền năng. Và mỗi một con người của chúng ta nhìn thấy rằng là đó là vương quốc thiên đàng. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Amen. Khi tôi đọc công vụ đồng một câu 8 thì tôi nói Chúa ơi, con thích cái câu này nha. Câu này đi khắp thế giới rồi mà, con thích cái câu này. Và tôi cứ cưu mang và tôi công bố liên tục. Quý vị biết là vùng nhà quê, vùng cao nguyên rồi, nhưng mà lời đó Chúa phán cho tôi, lời đó công Chúa cho phán cho tất cả mọi người, không phải cần địa điểm nào cả, thành phố hay là nhà quê hay là núi rừng ngay dưới biển. Và tôi tin Chúa làm điều đó. Và cảm ơn Chúa, tôi đứng đây là quý vị biết rồi, lời đó được ứng nghiệm hoàn toàn. Hãy tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta là một Đức Chúa Trời. Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Trong Thánh Linh chúng ta được tự do. Thánh Linh của Chúa ở đâu? Nơi đó có sự tự do.
Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục hành động, tiếp tục cùng làm việc với mỗi một đời sống. Tin rằng là cơn mưa cuối mùa sẽ tuôn đổ trên đất nước Việt Nam. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói nói sự dối trá, chúng nó yên ủi luôn nhưng như dân tan đi, như không có người chăng, và không có người chăng thì chúng nó khốn nạn. Trong Sa-cha-ri đoạn 10 thì chúng ta thấy như vậy. Hãy cầu mưa với Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa. Ngài sẽ làm sấm chớp và ban mưa xuống dồi dào. Amen. Ngài đến như cơn mưa cuối mùa tứ đất. Amen. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới đem sự phấn hưng mà thôi. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới biến đổi cuộc đời của chúng ta. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm nhiều phép lạ lớn lao trên cuộc đời của chúng ta. Thánh Linh là đấng đồng hành với chúng ta. Thánh Linh là đấng phán với chúng ta luôn luôn. Hãy nghe tiếng phán của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Chúng ta có đức tin là bởi chúng ta nghe. Amen. Thánh Linh luôn luôn phán. Chúng ta nghe tiếng phán của Thánh Linh. Mà khi chúng ta nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ có đức tin. Mà có đức tin thì chúng ta biết chắc. Biết chắc thì chúng ta dám làm. Bất cứ ở ngoài đường phố hay là bất cứ tại nơi nào, có đức tin biết chắc thì biết chắc mới dám làm. Mà dám làm thì phép lạ nó xảy ra. Amen. Mà phép lạ xảy ra thì giải phóng tất cả những nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Từ phép lạ của sự biến đổi cuộc đời của chúng ta, từ phép lạ chữa lành bệnh tật, từ phép lạ của được đuổi quỷ, phép lạ của tài chính, phép lạ của giải phóng mọi nan đề thử thách trong cuộc đời của chúng ta, tất cả là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Đấng toàn năng đang ở trong chúng ta, đấng hai làm phép lạ đang ở trong chúng ta, thì chúng ta hãy trân trọng đấng đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và cái điểm nổi bật của Thánh Linh của Đức Chúa Trời đó là gì quý vị nhớ không? Điểm nổi bật của Đức Chúa Trời đó là tình yêu thương. Điểm nổi bật của Chúa Giê-xu đó là ân điển. Nhưng mà điểm nổi bật của Thánh Linh Đức Chúa Trời đó là sự thông cộng. Amen. Chúa Thánh Linh thích nói chuyện lắm. Nay nói chuyện thì Chúa nghe. Mà Chúa nghe thì Chúa nói lại. Bởi vì thích thông công có nghĩa là trò chuyện rồi bày tỏ. Amen. Đồng công và hiệp nhất. Bốn điều này nó là sự thông công. Nên Thánh Linh thích nói chuyện. Rồi Thánh Linh cũng muốn bày tỏ cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông hiểu mọi sự cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì ai hiểu được Đức Chúa Trời. Amen. Nên Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta cần hiểu cái gì, cần biết cái gì, chúng ta cần điều gì, Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta để chúng ta có thể hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi nhớ một cái ngày kia, con gái của một sư bạn của tôi đó, cái ngày đó là ngày kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày. Cái ngày thứ 3 đó, ông dẫn đứa con gái đến, ông nói rằng xin Hồ Thánh cầu nguyện cho con gái tôi, nó bị cặn 3.5 độ. Nhưng mà thứ 2 đây là dẫn nó đi Sài Gòn để khám chữa cho nó. Nhưng mà trước khi đi, dẫn đến với Hồ Thánh cầu nguyện trước đó đã. Hồi đó thì 3 ngày sau thì rất là quyền năng đó. Kiêng ăn xong rồi mà, sắp xong rồi. Quý vị biết điều gì xảy ra không? Cả Hậu Thánh đứng lên, tôi đặt tay tôi cầu nguyện cho nó. Tôi cầu nguyện xong, tôi hỏi con có cảm nhận được cái gì không? Nó nói là con không cảm nhận được cái gì hết đó. Tôi nói Chúa ơi, chuyện gì lạ như thế này? Tôi cầu nguyện lần thứ 2, nó cũng cứng đờ, chẳng nhúc nhích gì hết. Tôi hỏi sao con? Cái giờ không thấy gì hết. Tôi nói Thánh Linh ơi, sao mà kỳ cục quá vậy, cầu nguyện 2 lần mà nó không có nhúc nhích gì hết. Thánh Linh nói nhổ nước miếng xức vô mắt của nó. Lúc đó cái đầu tôi nó bừng bừng lên nè. Nó là nếu mà làm không xong á là bỏ trốn luôn á. Bắt đầu nó chiến tranh trong đầu của tôi. Tôi nói Chúa ơi, ở đây là trước mặt mọi người nha, không phải một mình con nha. Mà nếu con làm không xong là con trốn luôn á. Nhưng mà Chúa xác chứng rất là thật. Bởi vì cái lời đó mình đâu có nghĩ ra đâu. Hồi giờ đâu có nghĩ ra. Nhưng mà đây là chắc chắn
là Thánh Linh rồi, Chúa xác quyết điều đó. Nên là giờ con quyết định làm theo Chúa nha. Chúa phải hành động á, chứ con mà Chúa không hành động là con bỏ trốn luôn. Và cảm ơn Chúa, cái tay này tôi đặt tay trên đầu nó, mà cái tay tôi cứ để như thế này. Mà mọi người nhìn tôi không biết chuyện gì. Cuối cùng tôi nhổ nước miếng, sức vô mắt của nó. Đặt tay lên nó ngã bật xuống. Tôi nói rồi, cảm ơn cha. Con mở mắt ra xem bao nhiêu giờ. Dạ, 5 giờ kém 15. Mọi người đều vỗ tay, âm. Đọc một câu kinh thánh, câu gốc ở trên tường. Đọc luôn một hơi, một tràng vỗ tay nữa. Có một người đứng dậy đưa một đoạn kinh thánh nhỏ, chữ nhỏ nhất. Đọc nguyên một đoạn luôn, một tràng vỗ tay cho Đức Chúa Trời nữa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời, chúng ta không tưởng tượng nổi. Và tôi nói quý vị nha, những người được sức giàu, nước miếng rất là quyền năng đó. Nên Chúa Giê-xu còn làm, còn bôi dưới đất, quậy dưới đất nữa kìa. Còn cái này là món nước miếng không á, nên cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng là Chúa sẽ nhiều cách. Chúa nói rằng là Roma đoạn 7 câu 6 nói rằng là hãy bước theo cách mới của Đức Thánh Linh. Amen. Hãy bước theo cách mới của Đức Thánh Linh, không theo cách cũ của văn tự. Chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và ngày trăm ngàn cách mới. Và mỗi ngày chúng ta sẽ bước theo cách mới và tin rằng là ngày hôm nay là ngày mới mà Thánh Linh sẽ hành động qua mỗi một chúng ta. Amen. Amen. Xin Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên và chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện. Cầu nguyện cho đại hội của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho đại hội để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, tiếp tục dẫn dắt trong đại hội. Hallelujah. Mọi người chúng ta sẽ cầu nguyện trong ân tứ của Thánh Linh. Tiếng của Thánh Linh đó là Chúa nói rằng là họ nói, họ lấy tiếng chúng ta xanh để mà nó lấy sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ là nó lấy sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Tiếng lạ là nói chuyện với Đức Chúa Trời, nói những lời mầu nhiệm, lời rất là cao siêu, rất là tuyệt vời. Và chúng ta hãy cầu nguyện trong tiếng lạ và Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động. Ngài sẽ cùng làm việc với chúng ta trong thời giờ này. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện cho đại hội ngày hôm nay. Hallelujah, cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa, sự sức giàu của Chúa trên các tôi tớ Ngài. Con cầu nguyện cho tất cả mọi người đến đây trong sự bình an. Và Thánh Linh của Ngài đầy dẫy trong đại hội trong ngày hôm nay. Từng người một sẽ được đầy dẫy. Hallelujah. O salaba ba mai mi guayara ba va seni mi guayara ba ba manti di mi masini mi guayara ba borsoni. A seni mi guasani mi ba mi guayara ba ba I seni mi guayara ba ba mi matori mi ba bata. I seni mi matori guayara bi borsani mi matori bi guayara bi kuandana mai mi guayara bi wa. Tiri ba 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 matori guayara ba 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 matana ma matori borsoni. Tiri bi guayara ba 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 matana mi guayara bi guayara sisi. Tiri bi guayara ba Ngài là đấng hành động trên mỗi một chúng con. Xin Chúa cho mỗi một chúng con thật sự để cho Ngài cày xới tấm lòng của chúng con. Như lời của Ngài phán rằng là anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, là nhà của Đức Chúa Trời xây. Và Thánh Linh của Ngài xây dựng cuộc đời của chúng con. Và quyền năng của Ngài biến đổi cuộc đời của chúng con. Và từ một người không ra gì hết trở nên những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Hallelujah, là những người có thể làm những công việc Chúa Giê-xu làm và làm những việc lớn hơn nữa, vì Chúa Giê-xu đã về cùng Cha và đã giao cái ý quyền đó cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con phải dấy lên và sẵn lề ra. Hallelujah, hãy tỏa sáng. Hallelujah, Thánh Linh Ngài đáp độ, hãy đầy dẫy trên chúng con. Thần Linh từ trên cao đổ xuống. Ngài đổ xuống trên Hậu Thánh đầu tiên như thế nào, hãy đổ xuống trên chúng con thì ấy. Và gió của Đức Thánh Linh tiếp tục thổi trên mỗi một người. Chúa ơi, lửa của Đức Thánh Linh tiếp tục cháy và dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh ở bên trong tiếp tục đầy dẫy tuôn đổ, và lời của họ tuôn đổ ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Hallelujah. Ba ba bi go yara ba bam bam tari bi go yara ba ba sari bi go yara Atare bi gojere bi wasane mi wajara ba kwantara mama wasare bi gojere bi kwantara mai mantene ama sare mi gojere bi gojere bi ava không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta chẳng làm gì được. Ama mama tini gojere bi wasare bi gojere bi gojara ba 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 atare bi gojere bi gojere bi gojara ba ama wasa trong văn thứ nhất đoạn 5 câu số 7 nó rằng Thánh Linh là đấng truyền giáo, Thánh Linh là đấng làm chứng, Thánh Linh chính là lẽ thật.
Thánh Linh là đấng làm chứng. Hallelujah. Of our voice sang đi về, of our sin em sự phấn hưng là bởi sự làm chứng. Of our mình say đi qua cho tất cả những người đi ra đem với sự phấn hưng, và Thánh Linh là đấng làm chứng sẽ đồng hành với chúng ta. Và Thánh Linh chính là lẽ thật. Và chúng ta cần phải biết Thánh Linh nhiều hơn nữa. Phải biết Thánh Linh nhiều hơn nữa. Hallelujah. Ba 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 đi qua ra ba 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 ta đi qua cho. Xin Thánh Linh dẫn chúng con vào lẽ thật và chính Ngài để chúng con thấu hiểu về chính Ngài. Và sang đi qua ra ba 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 ta đó. Ba ba sang đây Ngài cũng là đấng mà cho chúng con thấu hiểu về Đức Chúa Trời của chúng con. Và thấu hiểu về Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng con. Chúng ta hết lòng, hết lòng. Xin Thánh Linh Ngài đầy tràn, đầy tràn. Xin Thánh Linh biến đổi cuộc đời chúng ta. Những cái gì sa mạc đó, những gì gai góc, những gì mà nóng nắng hạn đó, những mảnh đất mà không gieo trồng được gì, không ích lợi cho Chúa, thì ngay bây giờ Thánh Linh sẽ hành động và làm cho mỗi đời sống của chúng ta thật sự trở thành ruộng tốt cho Đức Chúa Trời. Hallelujah. Không còn đời sống xác thịt nữa, nhưng mà sống với Đức Thánh Linh mỗi ngày. Thánh Linh của Chúa đầy dạy trên đại hội, đầy dạy trên từng người một, và Ngài lãnh đạo, Ngài lãnh đạo tại nơi đây. Ngài là Chúa, là chủ tại nơi này. Chúa ơi, Ngài là đấng lãnh đạo các tôi tớ của Ngài, lãnh đạo tất cả công dân của Ngài. Trên môi xe, trên đền tạm, trên dân Israel, trụ mây trụ lửa đó, trên hội thánh của Ngài, trên đời hội của chúng con, lãnh đạo dẫn dắt đời sống của chúng con. Hallelujah. Mỗi từng bước một chúng con bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không theo ý riêng của chúng con, nhưng mà bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Ngài bày tỏ, Ngài bày tỏ những việc sắp sẽ đến nữa. Hallelujah. Ba bi wa jara bi wa sana ma ma bi ma ta ri wa jara bi wa jara ba 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 a ta ri wa jara bi wa jara bi wa jara. Chúng ta cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa đem cái sự phấn hưng cho hội thánh Ngài. Tất cả những người đến đây đều được phấn hưng, đều được phấn hưng, đem cái sự phấn hưng đó về gia đình của mình, về hội thánh của mình. Và cái sự phấn hưng cũng tràn lan trên cái thành phố của mình nữa, cái nơi quê hương của chúng ta đang ở. Hallelujah. Ba 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 ba. La la bi go jara 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 ba ba ma ma ta bi go jara. Anh ra mi go jara bi go jara bi go jara bi. Có bài hát Thánh Linh hát bài được không? Thêm bài nữa đó. Sa la bi go jara bi go jara ba ba ma ma ta bi go jara bi go jara ba 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 sa ni bi go jara bi go jara ba 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 ma ta na ma ma ta. Sa la bi go jara bi go jara bi go jara bi go jara ba 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 ma ta na ba bi go sa la bi go jara bi go jara. Ro 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 la ba ba ma ma ta ra ba ba. Sa
Xin mời cô Thúy sẽ dâng lên lời cầu nguyện cho cái sự Thánh Linh tuôn đổ cho đại hội trong ngày hôm nay. Thánh Linh lãnh đạo đại hội từ giờ đầu đến giờ cuối trong ngày hôm nay. Amen. Amen. Sống động qua mọi chúng con, sống động cách mạnh mẽ qua chúng con. Thần Linh của Chúa là đấng hằng sống qua mọi chúng con để thể hiện sự hiện của Ngài qua chúng con, làm tươi mới cuộc đời của chúng con. Tất cả những điều gì thuộc về thế giới của sự chết ở trong chúng con, nó phải bị diệt bởi sự hiện diện của Thần Linh sự sống trong cuộc đời của chúng con. Để chúng con, anh em của chúng con, những con dân của Chúa, những con người mang danh của Chúa, những con người đã được máu của Ngài đổ ra để trả giá cho, thì phải là một con người mà minh chứng được sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con qua mỗi đời sống của chúng con. Trong danh quyền năng siêu kích, trong danh Chúa chúc phước cho hết thảy các anh chị em chúng con, đặc biệt các đệ tử của Ngài. Ngày hôm nay sự sống của Ngài, quyền năng và sự sức giàu của Ngài tiếp tục bày tỏ, và sự hiện diện của Ngài ở trong nhà của Ngài. Chúa ơi, Ngài nói rằng nhà ta là nhà cầu nguyện, quả thật nhà Chúa thành ở đây đã là nhà cầu nguyện. Amen. Và đã là nhà cầu nguyện thì Thánh Linh của Chúa rất là thích thú ở trong cái mối thông công trong sự cầu nguyện này. Cho nên Thánh Linh ơi, chúng con thưa với Chúa rằng Ngài đầy dẫy ở tại nơi đây, trong căn nhà của Ngài thân đây, ai bước chân vào ở nơi đây, chỉ bất kỳ họ trong tình trạng nào, thì Chúa ơi, những cái gì cũ kỹ nó phải biến mất trong danh quyền năng của Chúa. Amen. Và sự sống mới, cái gì mà tươi mới từ nữ quyền năng của Thánh Linh sẽ hiển lộ qua đời sống của tất cả ông bà anh chị em chúng con là những người bước chân vào nơi đây. Chúa ơi, xin Ngài sử dụng các đầy tớ của Ngài như một công cụ sắc bén ở trong tay của Chúa. Nguyện cho những gì mà chúng con sẽ đón nhận trong ngày hôm nay ở tại nơi đây, thì Chúa ơi, bất kỳ những điều gì mà Ngài bày tỏ, Ngài ban cho chúng con qua đầy tớ của Ngài là một công cụ, thì tất cả những người nghe, những người hưởng thụ ở tại nơi đây, cũng như tất cả bạn chị em chúng con đã hưởng thụ qua mạng lưới trực tuyến, thì Chúa ơi, con xin sự hiện diện vinh quang đó tác động để rồi ai nấy đều có thể được nhận lãnh như ý muốn Ngài đã muốn cho mỗi chúng con là con dân của Ngài. Để chúng con bởi quyền năng vô song của Ngài, trong sự tác động lạ lùng của Đức Thánh Linh, chúng con sẽ trở nên những nhân chứng như là Đức Thánh Linh nói. Đức Thánh Linh là đấng làm nhân chứng. Yes, Đức Thánh Linh là đấng làm nhân chứng. Đức Thánh Linh là đấng biến đổi. Yes, mỗi một con người sẽ trở nên một con người mới. Không có gì cũ kỹ của con người cũ không còn nữa. Xác thịt không còn nữa, ý riêng không còn nữa. Thánh Linh của Chúa chiếm lĩnh hoàn toàn, để rồi cho chúng con có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, để cho chúng con tin, chúng con nghe được tiếng phán của Chúa qua đời sống của mỗi chúng con, anh em chúng con, để chúng con có thể bước đi trong tiếng gọi của Ngài. Dầu là những cái tiếng phán đó nó có thể rất là khó khăn cho có thể tin, nhưng Ngài có quyền để xác chứng, để được con dân của Chúa có thể tiếp tục vâng lời Chúa, bước đi hầu cho quyền năng giúp kịp pháp lạ bày tỏ. Yes, Chúa khiến cho dân sự của Ngài, tất cả chúng con trỗi dậy. Amen. Cho tình trạng thực của mình hiện nay như thế nào, thì qua đại hội này, ngày hôm nay, thực trạng cũ kỹ không còn nữa, tất cả đều phải được mới, và tất cả chúng con phải trỗi dậy, vùng dậy, sống cho danh vinh hiển của Chúa và thực thi sứ mạng mà Ngài giao phó cho chúng con. Quyền năng giáo kỳ phép lạ của Ngài xuyên qua tất cả chúng con, bà anh chị em chúng con. Trời, bởi quyền năng Thánh Linh của Chúa, Ngài ước ao và Ngài khát khao tất cả chúng con như là một công cụ trong tay của Chúa. Thánh Linh ơi, đầy dẫy, tràn ngập, bởi vì lòng chúng con đang đón chờ Ngài. Đón chờ Ngài, những cái lòng khao khát của chúng con không có buồn lòng Chúa, không có bội lòng Chúa. Chúa, những cái lòng khao khát của chúng con, bạn chị em chúng con từ khắp mọi nơi về đây, Chúa ơi, không có làm Chúa buồn mà làm cho Chúa vui. Amen. Lòng sẵn sàng, tâm lòng đối khác sẽ được no nê. Hallelujah. Ngày hôm nay chúng con sẽ được no nê bởi chính sự hiện diện của Ngài trong năng quyền vô song của Ngài. Chúng con cảm ơn cho sự sức giàu đầy dẫy Thần Linh của Chúa hành động ở tại nơi đây. Và con cũng xin Chúa, tại nơi đây sự sức giàu của Ngài, quyền năng và sự hiện diện lạ lùng của Ngài tràn tuôn trong suốt thành phố Houston của chúng con, và cũng tràn trong khắp mọi nơi, nơi nào qua mạng lưới internet lời của Chúa ban ra với sự sức giàu, thì nơi đó sẽ được bừng sáng bởi sự chiếu sáng và sự sống của Ngài, và qua lời của Đức Chúa Trời, qua tất cả con cái của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài,
vâng dâng tất cả mọi sự của một ngày mới này trong tay đại năng và đại ân sủng của Cha. Con dâng tất cả tôi tớ của Chúa, tất cả ông bà anh chị em của chúng con trong tay đại năng của Cha, người sự bảo vệ thiên binh thiên sứ của Ngài đóng trại xung quanh cái khu vực này, truyền diện của Ngài đã dạy ai bước chân vào vùng đất này họ sẽ kinh nghiệm được à, đây là vùng đất thánh đã biệt riêng cho Đức Chúa Trời, để truyền diện của Ngài được vinh quang qua tỏa sáng từ nơi nhà của Chúa ra tất cả mọi miền trong trái đất này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cùng bổ sức lại đầy tớ của Chúa, mục sư Lực, ơn càng thêm ơn càng hơn. Chúng đi đến đâu, công việc của Chúa, quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Chúa Thánh Linh bày tỏ một cách rõ nét để đầy tớ của Chúa đem sự sống, đem sự chữa lành, đem sự giải cứu, đặc biệt đem sự cứu rỗi cho thật nhiều 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 người nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng tất cả mọi sự trong vinh quang và sự vinh hiển thuộc về bà ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúng ta còn mấy phút nữa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta là con của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sinh ra theo dân thứ nhất, dân đồng một câu 12, 13. Được Đức Chúa Trời sinh ra là con của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta là dân thánh, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, là chức thầy tế lễ nhà vua, là đại sứ của Đức Chúa Trời. Amen. Còn cái việc là cơ đốc nhân là người ngoài ta nói nha. Cơ đốc tiên là người ngoài ta nói chứ không phải Chúa nói cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, thầy tế lễ nhà vua. Chúa Giêsu của chúng ta là dòng dõi Giuđa, nhưng mà Ngài làm thầy tế lễ theo dòng Melchisedec, tức là dòng của vua bình an và vua công chính. Và chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua theo dòng của Melchisedec, theo dòng của vua là Chúa Giêsu. Chúng ta là vua của các vua, là chúa của các chúa, nên chúng ta là thầy tế lễ cho toàn thế giới, chứ không phải như dân Lê-vi là thầy tế lễ cho Israel mà thôi. Nhưng mà chúng ta là thầy tế lễ cho toàn thế giới. Amen. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho Hilton, cầu nguyện cho Tassit. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng làm chứng, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng cáo trách tội lỗi của họ, và xin Thánh Linh của Chúa thăm viếng đặc biệt trên thành phố này. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho thành phố mà chúng ta đang ở. Những người mà ở thành phố khác thì chúng ta hãy cầu nguyện cho thành phố mà mình đang ở, để Thánh Linh của Chúa hành động. Thánh Linh của Chúa là đáng làm chứng, và Ngài cáo trách tội lỗi và làm cho họ nhận biết tội lỗi của mình, để họ tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, để cơn phán hưng của Ngài đến. Hallelujah. Giờ này mình còn mấy phút nữa, chúng ta hết lòng cầu nguyện. Hallelujah. Baba bi wa sa ri bi wa ya ra ba ba mi mo ba ta ra ba ba. Ti ri bi wa ya ra bi wa sa ri bi wa sa ri bi wa ya ra ba 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 ta ri ba 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 sa ri mi wa ya ra ba. Ti ri bi wa sa ri bi pa 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 ta ri bi wa sa ri bi wa ya ra ba 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 ta ri bi wa sa ri bi. Ti ri bi wa ya ra ma me sa ri mi wa sa ri. Ti ri ba 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 ta ri wa sa ra bi wa sa. Ti ri bi wa sa ri mi wa ta ri bi kam pa mi wa ya ra bi wa sa ri bi wa ya ra bi wa ya ra ba 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 ma ta ri bi wa sa ra ma. Alla la bi wa sa ni me mantene manto rossa ta ri bi wa sa ti di kwa sa ni mo ko la bi wa sa ni bi wa ya ka pa dis ti ne la bi wa sa ni me wa sa ni ti ri bi wa ya ra pa pa bi wa ya ra pa pa bi wa sa ri bi wa ya ra pa pa ma joy thành phố Hilton này phải được cứu. Và đồng bào chúng ta phải được cứu. Xin Thánh Linh hành động, xin Thánh Linh cáo trách tội lỗi của họ, mở mắt họ để họ thấy được, nhận biết tội lỗi của mình, họ nhận biết được cái sự cứu chuộc qua Chúa cứu thế Giêsu. Họ chạy đến với hội thánh Ngài, họ chạy đến với hội thánh Ngài. Ngài sai hội thánh của Ngài đi ra, Chúa ơi, để đem nhiều người trở lại với Chúa. Hallelujah. Ở thế thành phố này được cứu, tiểu bang này được cứu, khắp đất nước Mỹ được cứu nữa. Con cũng cầu nguyện đặc biệt cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con cứu mang người Việt Nam của chúng con. Xin Chúa thăm viếng 100 triệu dân Việt Nam của chúng con. Chính Thánh Linh là đấng cáo trách tội lỗi, đấng làm cho họ nhận biết tội lỗi của mình. Họ chống nghịch Đức Chúa Trời như thế nào? Sao lại ở trong đầy dẫy tội lỗi, ở trong sự chết như thế nào? Thánh Linh ơi, xin bày tỏ cho họ để họ thấy được sự cứu rỗi qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ta 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 ta
Ngài đầy dẫy trên từng người chúng con, Ngài đầy dẫy trên mỗi một người trong gia đình chúng con, Ngài đầy dẫy trên hội thánh của Ngài, Ngài đầy dẫy Thánh Linh, đầy dẫy và Ngài hành động dẫn dắt hội thánh của Ngài. Ai nấy để sứ dẫn dắt của hội thánh của Ngài, ai nấy để bước theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Hallelujah. Chúng con theo luật của Thánh Linh sự sống, theo luật của Thánh Linh sự sống, giải phóng chúng con ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Luật của Thánh Linh sự sống để giải phóng chúng con ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Chỉ có Thánh Linh mới sẽ đem đến sự sống, xác thịt chẳng đến sự chết. Chỉ có Thánh Linh mới đem đến sự sống. Chúng con cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con cần sự đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa Thánh Linh ơi, xin đổ đầy trên mỗi một chúng con, hãy đổ đầy trên mỗi một chúng con. Chúng con đầy dẫy sự sống của Thánh Linh Đức Chúa Trời, dòng sông sự sống đã tuôn chảy, rửa sạch tất cả sự ô dơ của chúng con, rửa sạch tất cả những bệnh tật của chúng con, thánh hóa chúng con, để chúng con trở thành đền thờ thánh cho Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay, để xứng đáng đứng trước mặt Đức Chúa Trời, để thờ phượng Ngài, để tôn cao Ngài, để nghe lời của Ngài, để hành động, để làm việc của Ngài. Hallelujah, 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 hallelujah. Tạ ơn Cha, tạ ơn Cha, cảm ơn Cha. Một giờ rất là đặc biệt Ngài ở cùng với chúng con, Ngài ở cùng với chúng con. Con tin rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đầy dẫy trên mỗi một chúng con và dẫn dắt chúng con theo cách mới Đức Thánh Linh trong ngày hôm nay rồi. Con cảm ơn Ngài. Con tôn cao Đức Chúa Trời của chúng con, tôn cao Chúa Giêsu chúng con, tôn cao Thánh Linh yêu quý của chúng con. Hallelujah, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah, hallelujah. Nguyện ân điển của Chúa Giêsu đầy dẫy trên chúng con, ân điển về quyền năng, ân điển về sự cứu chuộc cũng đầy dẫy trên chúng con, để chúng con hiểu biết rõ về ân điển của Ngài, để chúng con nhận lãnh. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tình yêu của Ngài chan chứa trên mỗi tấm lòng của chúng con, chan chứa trên mỗi tấm lòng của chúng con. Và Thánh Linh ơi, chúng con nói với Chúa rằng xin Ngài tha thứ cho chúng con những điều mà chúng con làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con không nhờ cậy Thánh Linh, chúng con không có mối thông công trò chuyện với Thánh Linh Đức Chúa Trời, chưa nghe được tiếng phán của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Thánh Linh ơi, xin hãy đến và Ngài phán dạy chúng con, phán dạy mỗi một chúng con, để mỗi một chúng con cá nhân, từng cá nhân kinh nghiệm về tiếng phán của Đức Thánh Linh, kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, kinh nghiệm về sự dẫn dắt vào lẽ thật bởi Đức Thánh Linh, kinh nghiệm sự tự do trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng con kinh nghiệm về một Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, là đấng sẵn sàng ngự trong chúng con. Tạ ơn Ngài vô cùng. Cảm ơn Cha về sự tốt lành của Cha. Chúng con dâng sự còn lại trong tay Cha. Cảm ơn Cha. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.